could be us. So back to what I was saying. Could be us. Nhìn hình ảnh này, Megan liệu có hối hận và đưa con gái về Anh gấp để làm lễ rửa tội? Có thể thấy rằng đối với nữ hoàng Anh và gia đình, lễ rửa tội không chỉ đơn thuần là buổi lễ truyền thống cho những em bé hoàng gia mà nó còn là dịp để các thành viên cùng nhau tưởng nhớ và tri ân đến những người đã khuất. Vào ngày 24 tháng 11, những chi tiết xung quanh lễ rửa tội riêng tư này đã được hé lộ cho thấy sự tinh tế và tình cảm thiêng liêng mà nữ hoàng Anh dành cho người chồng đã khuất của mình, hoàng tế Philip. Theo đó, lễ rửa tội kép này là của hai con trai nhà công chúa Eugenie và nhà Yara cùng với chồng cũ, ngôi sao bóng bầu dục Martindon. Điều đặc biệt ở đây là con trai August của Eugenie và con trai của Yara là Lucas đều được đặt tên đệm là Philip, nhằm tưởng nhớ đến hoàng tế Philip, người đã qua đời ở tuổi 99 vào tháng 4 vừa qua. Tên đầy đủ của August 9 tháng tuổi là August Philip Hopbrustan và tên đầy đủ của Lucas 8 tháng là Lucas Philip Tindon. Và đây cũng là lý do vì sao mà hai bé trai được tổ chức lễ rửa tội cùng một lúc. Một chi tiết tinh tế khác là lễ rửa tội chỉ diễn ra một ngày sau kỷ niệm 74 năm ngày cưới của nữ hoàng và người chồng quá cố. Nữ hoàng và chồng kết hôn vào ngày 20 tháng 11 năm 1947 tại Thu viện Westminster và họ đã gắn bó bên nhau hơn 7 thập kỷ. Lễ rửa tội cũng trùng vào kỷ niệm 181 năm ngày sinh của công chúa Victoria, sinh ngày 21 tháng 11 năm 1840. Có thể thấy rằng đối với nữ hoàng Anh và gia đình, lễ rửa tội không chỉ đơn thuần là buổi lễ truyền thống cho những em bé hoàng gia mà nó còn là dịp để các thành viên cùng nhau tưởng nhớ và tri ân đến những người đã khuất. Dù mới bị đau lưng và gặp khó khăn trong đi lại nhưng nữ hoàng Anh vẫn thể hiện bản lĩnh và sự kiên cường của mình, góp mặt vào buổi lễ đầy ý nghĩa này. Sự tinh tế và riêng tư của buổi lễ khiến người hâm mộ hoàng gia không khỏi đem ra so sánh với nhà Sussex. Trước đó, nhiều nguồn tin cho hay, vợ chồng Harry, Meghan dự định muốn đưa con gái Lilibet Diana về hoàng gia làm lễ rửa tội và yêu cầu muốn được nữ hoàng Anh đến dự. Sự đòi hỏi của nhà Sussex đã không được hồi đáp, nữ hoàng và gia đình hoàng gia đều giữ im lặng. Rõ ràng, vợ chồng Meghan chỉ quan tâm đến nhu cầu và sở thích của bản thân thay vì để tâm đến tình cảm gia đình. Vợ chồng công chúa Eugenie và Yara đều không nóng vội và không đưa ra yêu cầu đối với nữ hoàng về lễ rửa tội cho các con của họ. Hai gia đình cũng rất vui vẻ khi cùng nhau tổ chức chung buổi lễ này vì họ hiểu ý nghĩa đằng sau đó là để tưởng nhớ hoàng tế Philip. Nhà Sussex có nên tiến hành lễ rửa tội cho con gái ở hoàng gia với sự có mặt của nữ hoàng và các thành viên cấp cao hay không ư? Chắc chắn là không. Giờ họ tự nhận mình là người hoàng gia ở Mỹ, vậy thì để họ rửa tội cho Lilibet ở Mỹ đi, một người dùng mạng bình luận. Kết quả này cho thấy, người dân không còn mặn mà với nhà Sussex sau những gì họ đã gây ra cho gia đình hoàng gia. Tuy nhiên, kết quả này cũng phản ánh một thực tế đáng buồn khi bé Lilibet Diana thuộc dòng dõi hoàng gia nhưng sẽ mất đi nhiều quyền lợi chỉ vì cách cư xử của cha mẹ mình. Vì những sai lầm của người lớn mà đứa trẻ hơn 6 tháng tuổi này phải gánh chịu hậu quả thay cho cha mẹ. Nhiều người tin rằng vợ chồng Meghan đã ngẫm ra được nhiều điều sau buổi lễ rửa tội của hai em bé hoàng gia. Mục đích và ý đồ của nhà Sussex không phù hợp với những gì mà nữ hoàng Anh và gia đình đang tuân theo. Do vậy, kết quả tất yếu là vợ chồng Meghan khó lòng đạt được ý muốn của mình.